Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay, thứ sáu ngày 8 tháng 9 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 1.924,8 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 104,8 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là hơn 2%, giao dịch ở mức 26.300 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm, giao dịch ở mức 4,228% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 86,19 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã giằng co trong vùng hẹp trong suốt phiên giao dịch ngày thứ năm khi mối lo lãi suất cao vì tỷ giá đồng bạc xanh tiếp tục tăng gây áp lực giảm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dịu đi mang lại sự hỗ trợ cho vàng. Ngoài ra, thì các chỉ báo kỹ thuật đang đứng về phía các nhà đầu cơ vàng giá xuống, nhưng nhu cầu bắt đáy của một số nhà đầu tư cũng lại nâng đỡ giá vàng. Theo nhà phân tích cấp cao Zinkwick của Kiko News, sau khi mà đạt đỉnh 2 tuần trong phiên giao dịch trước đó ở mức gần 4,3% trên một năm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm phiên này hiện tại còn hơn 4,2%. Báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 9 giảm còn 216.000 đơn, mức thấp nhất kể từ tháng 2. Dữ liệu này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn trụ vững trong môi trường lãi suất cao, đồng nghĩa với áp lực lạm phát còn dai dẳng và có thể buộc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Kỳ vọng này đưa đồng đô la Mỹ duy trì xu thế tăng với chỉ số đô la index đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đạt 105 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, và đồng đô la Mỹ tăng đã đẩy đồng yên Nhật xuống mức thấp nhất 10 tháng, đồng euro và bảng Anh xuống mức thấp nhất 3 tháng. Dữ liệu công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên mức 93%, nhưng khả năng Fed án binh bất động trong cuộc họp tháng 11 chỉ ở mức 53,5%, cho thấy nhà đầu tư vẫn lo Fed sẽ nâng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 11. Fed đang cầm trong tay một con dao hai lưỡi vì nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất vào thời điểm giá dầu thô tăng mạnh như hiện nay thì nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, Fed cũng phải lo lắng về vấn đề lạm phát tăng do giá dầu tăng, ông Quick Up nhận định. Ngoài ra thì cùng ngày thứ năm, chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nói rằng việc liệu chính sách tiền tệ đã đủ thắt chặt để đưa nền kinh tế về trạng thái cân bằng hay chưa vẫn là một câu hỏi còn để mở. Chúng tôi đã đạt được một vị thế tốt về chính sách nhưng vẫn cần phải dựa trên các dữ liệu kinh tế sắp tới, theo ông John Williams phát biểu. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến phiên đầu giờ chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn đô số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì trong xuống tăng mạnh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 68,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 68,92 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 250.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 68,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,90 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 250.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, mua vào mức 68,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 68,90 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, tăng 400.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Mức giá này thì áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, đến đầu giờ chiều nay thì cũng tiếp tục tăng, hiện tại mua vào mức 56,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 57,20 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này thì áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại N chỉ, mua vào mức 56,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 57,30 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại đến thời điểm đầu giờ chiều nay tiếp tục tăng mạnh, tăng 50 đồng trên một đô la Mỹ ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Mua vào mức 23.900 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.270 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thì tạm thời không có điều chỉnh, mua vào phổ biến trong khoảng 24.100 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.180 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.820.000, bán ra 6.890.000, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 250.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 25.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.820.000, bán ra 6.892.000, tăng 15.000 ở chiều mua, tăng 25.000 ở chiều bán. P&G Hồ Chí Minh và P&G Hà Nội mua vào 6.820.000, bán ra 6.890.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 40.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.815.000, bán ra 6.885.000, tăng 35.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.815.000, bán ra 6.895.000, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.825.000, bán ra 6.892.000, tăng 19.000 ở chiều mua, tăng 28.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.835.000, bán ra 6.875.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.830.000, bán ra 6.880.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.720.000, bán ra 6.830.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.815.000, bán ra 6.895.000, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác hiện tại vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 250.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 25.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.820.000, bán ra 6.892.000. SJC Huế mua vào 6.817.000, bán ra 6.683.000. SJC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.892.000. SJC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.820.000, bán ra 6.890.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.822.000, bán ra 6.895.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.820.000, bán ra 6.892.000. SJC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.818.000, bán ra 6.892.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại thì tăng trong khoảng từ 63 cho đến 150.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 6.300 đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Và thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.620.000, bán ra 5.720.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.620.000, bán ra 5.730.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.610.000, bán ra 5.690.000, cũng tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.513,7 nghìn, bán ra 5.633,7 nghìn, tăng 14.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.082,9 nghìn, bán ra 4.282,9 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.132,6 nghìn, bán ra 3.332,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.188 nghìn, bán ra 2.388 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.